Chúng ta đến với trận đấu thứ hai trong trận đấu thứ ba, tỷ số đang tạm thời là 0-1 nghiêng về tiểu bàn thầu trận đấu cuối cùng, kèo đấu chốt 3C. Quả trên dốc. Và bãi quả này thì sao đây, cái bãi quả khốn nạn. Không đặt được ở giữa. À! Vâng, vẫn đặt được ở giữa và có con sư tử. Mày bị điên à? Vâng, như vậy là bãi quả 7 dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. May quá cái bãi quả này mà đúng không đặt được ở giữa thì tù luôn đây này. Vâng, cái bãi quả này mà nếu như không đặt được ở giữa thì đúng là bãi quả chậm 2 dân đấy. Không, 1 dân thôi. Phải là tầm 1 dân rưỡi. May mà đóng nghe hướng đấy luôn nên tìm thấy sớm. Vâng, một lần nữa xin anh em chúng ta có thể ủng hộ game thủ Hoàng Mai Nhi bằng cách là like, share để ủng hộ game thủ Hoàng Mai Nhi trong kèo đấu này. Chúng ta đang phải vâng thi đấu cùng game thủ tiểu bàn thầu trong thể loại CDA. Chúng ta đang tạm thời dẫn trước, bị dẫn trước với tỷ số là 0-1 trong thi đấu thứ ba, thi đấu cuối cùng này. Kèo đấu chốt 3C thôi anh em ơi, kèo đấu chỉ chốt là 3C thôi. Chúng ta đang nghỉ tầm khoảng 5 giờ nghỉ là vừa đẹp. 7 giờ thì tôi sẽ tiếp tục làm một kèo khác 22 trên page của game thủ Ronaldo. Rất mong anh em có thể ủng hộ game thủ cả Hoàng Nhi và cả Ronaldo nữa. Bãi quả 5 cây này rồi, hy vọng là 6 cây nhưng khả năng 5 cây thôi. Nhà rất kín, tôi cần đồ ăn. Thế nhà là ok lắm rồi, rừng như vậy là quá nhiều rồi. Đồ ăn nào, đây đồ ăn ở đâu? Hiệu đầu thậm chí còn chưa có, nếu tôi quan sát chuẩn thì là như vậy. Sâu hướng 3 giờ có bầy hươu không? Hay là mặt trước mặt nhà chính diện của game thủ Hoàng Nhi vẫn đang có những cái vị trí chưa dò tới. Hiểu đâu? Không có hiểu. Thế thì hiểu ở đâu? Cò trắng đang bay kìa. Cò trắng là cạnh đấy là bãi quả đấy thì đây 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 đủ đồ rồi. Chà, cần bầy hươu nữa. Chào nhé, bài này không bầy hươu đầu à? Bài không có hươu đầu sao? Cặp sư tử 2 hay là 1? 1 thôi, làm ơn đi. Khổ lắm rồi. Hay quá, 1. 1, 1 thôi, thôi về với bạn đi. Đừng có đi lang thang nữa. Số mày chỉ đi dò nấy thôi. Đi chơi nấy là đủ rồi, về mà tu chí mà làm ăn thôi. Đóng G nào. BG. Ok. Bài không yếu đâu. Map gì thật. Map ăn 3 quả. Vâng, 17 cây quả lên đời cái map. Hy vọng là quả ở ngoài này, quả sau. Ít nhất 5 cây rồi, thêm mấy quả thêm một cây nữa không? Vâng, 18 cây đi chứ như này thì thêm cái S nữa để ăn gỗ ở trong. Chúng ta về thế nhà thì là đẹp, nhưng về đồ ăn thì là bình thường. Min. May quá. Vẫn tổng là 18 cây quả. Vâng, bài không hưu đầu cho cái thủ Hoàng Mai Nhi. Một cái dây quân bài nó không ủng hộ nhiều cho game thủ Hoàng Mai Nhi trong cái kèo đấu solo ACDAN trước tiểu bản thầu trong cái trận đấu thứ hai và trận thứ ba. Chặt cây gỗ đi để đặt chiếc BS mắc binh hơn. Vâng, bây giờ thì không cần chặt thì vẫn vừa để nhét chiếc BS vào. Kèo đánh 3C thôi anh em ạ, đánh 3C thôi. Bài rất kín. BB ở đây à? Vâng, BB và hai nhà cứng thì kín luôn. BA đóng ở đâu? Có lẽ BA đóng mặt hướng xuống phía 8 giờ 9 giờ gì đấy. Đây, BA đóng mặt BG này luôn. Thì là đẹp. Và chỗ BG này ra ruộng. Gỗ có thừa không anh? Số
Vâng, mà bò rộng ra. Quyết định nhà bò rộng hẳn ở bên ngoài dành cho cái thủ hoàng bánh nhi. Vâng, bên kia thì thông báo luôn là Vlớp làm 3C và mồm rồi. Cái kèo mà Vlớp Xuân Thứ truy mệnh và công 9x thua 3C. Tìm tìm tím nệm luôn. May quá. Vâng, chúng ta đã có được bánh xe à. Thế nhà này mà nếu như đội bạn ở hướng 6 giờ hắt lên 9 giờ thì đẹp, nhưng nếu trên 12 giờ thì hơi tù. Ra được khá nhiều ruộng. Chúng ta chuẩn bị có bánh xe ngay sau đây. Tên đầu tiên sóc đều ở nhà BA của mình thôi, chắc chắn sẽ đều. Quan trọng là mấy A, như vậy là 4 nhà BA đến từ cái thủ hoàng Mai Nhi. Gỗ đang hơi vói. Với cái việc mà anh quyết định bò rộng hẳn ra ngoài thì đang hơi vói gỗ. Một trận đấu mà đang ưu tiên ra rất nhiều thực. Tiếp tục tăng dần gỗ nào, không, ra ruộng thêm. Vâng, tham lai đang là 37 trên 48 dành cho game thủ hoàng Mai Nhi. Vâng, 4 nhà BA sóc đều và 9 giờ không có, quay lên 10 giờ. Quay lên 10 giờ anh Bách ơi. 10 giờ gấp. Đội bạn cũng không thấy công lên nhà mình. Đây đây đây, 10 giờ. 10 giờ đến từ game thủ. Ôi giời ơi. Kín luôn mặt này. Như vậy hóa ra điểm yếu của thầu lại là từ 12 giờ xuống. Khả năng mặt nhà BA cũng là từ 12 giờ xuống luôn. Từ nó móc kìa, nó móc từ dưới lên kìa. Rồi, một con thôi. Ừ. Đi tám thính nha, mặt này khung, khung đét đèn đẹp. Như vậy là chúng ta sẽ đánh như thế là ốp thẳng mặt nhà luôn, vỗ thẳng mặt nhà đối phương. Vâng, chúng ta đánh như thế, vỗ thẳng mặt nhà, điểm nhà cứng đối phương luôn. BBBM bò kín mặt này, như vậy là thế bất tử hướng phía 9 giờ lên. Những tên công đồ tiếp theo đang nở ra, được khỏe quá Bách ạ. Vẫn đang có 1-2 cung rờ lờn vởn ở phía dưới từ phía 6 giờ lên. Bắn cái gì, bắn e, cái bắn e nhỉ? Ở trên nó cả hai hướng nhá, không mà này kín luôn. Cái thế lại hay, anh em thấy hay không? Cái thế này mới là thế hay này. Đã đâm ra là hai ông nhá, hai ông đóng A đều là thế nhà cứng của nhau. Bằng ông thầu đóng A hướng từ 12 giờ xuống, gặp luôn nhà BM, BB của chúng ta. Và ngược lại thì chúng ta cũng đóng cái thế nhà mà nhà BA mà gặp phải mặt nhà cứng của đối phương BM, BB ở cái mặt mà từ phía 9 giờ lên, rất hay. Vâng, trận đấu này một trận đấu đáng xem. Vâng, chúng ta đang tạm thời bị dẫn trước với tỷ số là 0-1 trong trận đấu thứ hai. Gặp quay đầu luôn. Quay đầu là bờ, nhà thầu dường như nhà BA thầu ngay ở đây. Thôi thôi, đấu làm gì anh, điều làm gì, chạy đi. Trước khi thằng thầu nó vậy à. Chạy sâu vào trong và gặp 12 giờ là cái gì? Vị trí ăn hoang trắng. Tôi đang thấy dân chạy. Vâng, như vậy là thầu đang ăn xong bầy hiêu ở đây và dân đang đứng ngáp. Dân đang đứng ngáp dài ở trên hướng 12 giờ. Tam Lai đang là 66 trên 84, BC có bung nhà chính ra, một trận đấu hiếm hoi mà tôi thấy Bách đóng nhà BC sớm mới thế nhà như này. Một thế nhà đánh thủ lên 4. Sóc mạnh dần một lượt nha, thường thừa nhiều lắm. Cứ mỗi nhà chính anh sóc cho em 2 3 dân ra cho thoải mái. Vâng, đây rồi, sóc mạnh một lượt dân. Và đặc biệt là nhà BA vẫn phải sóc đều. Chặt của ai đã lên.
cánh rừng này xấu, chúng ta bung dần ra ngoài, cánh rừng đẹp ở phía ngoài này luôn. Timeline đang là 80 dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi ở phút thứ 22 trong game, gặp luôn cung R nhưng số lượng nhỏ thôi, số lượng nhỏ thôi, đấu được vậy nào. Vâng, Tiểu Màn Thầu sẽ phải rút lui giờ này. Và chúng ta đang ốp một pha từ 12 giờ xuống với tầm khoảng 5 con cung R đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi. Cung R đứng cao lên một tí ở phía ngoài để lo rằng Hoàng Mai Nhi ốp nhà chúng ta. Nào, gặp. Không, nhà cứng luôn. Chính xác là một dãy hàng bé siêu kín dành cho game thủ Tiểu Màn Thầu. Chúng ta bắn được 1-2 con dân của game thủ Tiểu Màn Thầu. Màn Thầu có 3 kìa, Thầu có 3 kìa. Biết ngay mà, cái thế này thế Thầu nó sẽ công luôn nhà chúng ta. Bách đứng cung cao rồi nhưng mà không va về cung R của nó. Tôi biết chắc chắn là Thầu nhận thấy chúng ta đi một tấn công to, Thầu sẽ đẩy luôn. Bách đã đứng cung cao hẳn ra ngoài rồi nhưng không va về cung R của nó. Tên này cố gắng đừng để mất nhiều dân. Chúng ta sẽ đổi tham dân lấy tham quân. Sóc mạnh quân anh ơi, rất nhiều tài nguyên. Một tên đi đây bất ngờ của Thầu. Bắt hết được quân rồi của Thầu trong nhà của chúng ta, nhưng dân chúng ta nằm xuống là quá nhiều. Tiếp tục có đẩy lên kìa. Nó đẩy nhanh kìa, gặp kìa, nó đẩy ngoài kìa. Thầu không mất dân của chúng ta, mất quá nhiều dân. Tơn công vào rất đau. Chúng ta mất tham dân của đối phương, mất tham quân. Tơn này chúng ta di lên luôn khi nhận thấy rằng quân đối phương có vẻ ít ở nhà, khi mà đối phương mất rất nhiều quân. Lại nó lại công nhà bạn nhà nha, lại công bạn nhà nha. Thầu nó chủ động đánh thế đổi nhà rất sớm. Sóc mạnh quân lên anh, thoải mái mà. Vâng, tham lai là 54 dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi ở thời điểm này. Vâng, bây giờ Thầu đang đốt BM và đang muốn đục vào. Đóng lại cái BB luôn. Vâng, Thầu vẫn chưa ăn thủng rừng cái mặt BB, BM của Thầu. Và bây giờ Thầu quyết định ôm nhặt mặt nhà BA chúng ta. Cái kiểu đánh dương đông kích tây này khó chịu thật đấy. Lại đóng lại công về mặt nhà BB.
Tony cũng rờ ảo quá, vào cắn nhiều dân quá. Làm lại đè từ đầu xong đến lúc tôi đảo thật đấy.